bằng 146 Nguyễn Thanh Đằng, đối diện là trung tâm văn hóa thành phố Bà Rịa, gần góc Hai Mặt Tiền. Bên phải là trạm y tế thành phố Bà Rịa. Sáng khoảng 7 giờ sáng. Dân cư qua là tấp nập gần với nhà thờ Sứt Tò này nữa. Cạnh có những con hẻm dân cư đông đúc.